Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã vừa quyết định dừng di chuyển 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Trí Thanh. Được biết là việc dừng này là do còn nhiều ý kiến khác nhau, cả ủng hộ lẫn phản đối việc di rời 80 cây hoa sữa. Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết trong quá trình chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Trí Thanh đã thay thế 40 cây chết không đúng chủng loại, không đảm bảo mật độ. Riêng đối với 80 cây hoa sữa còn nhiều ý kiến trái chiều khác nhau nên quận Đống Đa đã quyết định tạm dừng di rời đi chỗ khác. Được biết, hàng cây hoa sữa có tiếp tục được di rời hay không sẽ do cấp thành phố quyết định.